Xin chào quý vị và các bạn, trận đấu chung kết chờ đợi ngày hôm nay của chúng ta đã bắt đầu với phần giao bóng của bạn Sơn Hòa Bình. Vừa rồi là một pha bắt trên lưới lỗi của anh Võ Đăng, điểm số 15-0 cho Sơn Hòa Bình và Minh Béo. Khen cho Minh Béo trong pha bỏ nhỏ vừa rồi. Đổi sân đổi ra bóng 40-15 vừa rồi là điểm số 40-15. Một không đã dành cho Minh Béo và Sơn Hòa Bình. Tuyển VT6 của chúng ta sẽ là người cầm giao bóng game bóng thứ hai trong trận chung kết. Có thể nói rằng hai trường phái thi đấu đang diễn ra trên sân Minh Thu của chúng ta giữa đôi vận động viên Minh Béo và Sơn Hòa Bình của chúng ta là đôi bóng sử dụng trường phái bóng Tây và đang gặp với đôi vận động viên Võ Đăng và tuyển VT6 có sự pha lẫn giữa bóng Tây và bóng Việt Nam. Vẫn còn. Rất khéo. Winner. 15-30. Một pha bóng winner cho Minh Béo. Rất tiếc cho Minh Béo. 30-30. Hay. Một pha đánh bóng thuần tay của Sơn Hòa Bình đã kết thúc đường bóng vừa rồi với điểm số lợi ngoài. Trường bóng phủi của tuyển và Võ Đăng sẽ đang đánh với trường bóng Tây của Sơn Hòa Bình và Minh Béo. Bóng trong sân. Trọng tài xác định bóng trong sân.
Quả vừa rồi thì thực sự là tôi cũng không dám phát biểu trước rằng bóng trong hay ngoài, tôi phải chờ sự phân định của trọng tài. Tỷ số trận đấu là 2-0, tạm nghiêng về đôi vận động viên Minh Béo và Sơn Hòa Bình. Bóng chạm lưới sang sân đối phương rất hay của bạn Minh Béo, 15-0. Cú lốp rất thông minh, rất điều nghệ, rất bài bản của Minh Béo. Anh đã cười sau pha lốp vừa rồi. 30-0. Để vào đến trận chung kết ngày hôm nay thì Minh Béo của chúng ta đã thắng giòn giã các trận đấu ở vòng bảng, vòng 1-16 và vòng tứ kết. Riêng trận bán kết thì anh đã giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước đôi vận động viên Dũng Chủ và tới Bắc Giang. 15-30, 15. Đội 1. Xem rồi. Hay rồi. Đặt tiếc, bóng đi ra ngoài. Lợi ý ngoài. Vừa rồi xin chúc mừng anh Võ Đăng và tuyển VT6 của chúng ta đã bẻ được game giao bóng của Minh Béo. Xin thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm qua trên sân Sala của tôi thì cũng đã có sự gặp gỡ giữa những vận động viên đang thi đấu trong trận chung kết ngày hôm nay. Có Sơn Hòa Bình, Minh Béo, tuyển VT6 đứng với Thịnh Quận 6. Trong những trận đấu như thế thì gọi là trận đấu nháp hôm qua, thì tôi cũng đã có nói với bạn Minh Béo và bạn Sơn Hòa Bình chúng ta rằng tôi chỉ hy vọng rằng là ngày mai tôi được cầm cúp vô địch của hai bạn để chụp ảnh lưu niệm. Đấy là niềm vinh hạnh của tôi rồi. Và gần như bây giờ hai bạn đang sắp thực hiện được lời chúc trước của tôi như thế. Rất hay. 0-15. Võ Đăng của chúng ta sẽ là người cầm giao bóng game bóng thứ tư. Một trận đấu chung kết hay như thế này, rất mong quý vị và các bạn đang xem trực tiếp trên kênh VN Tennis cũng như trên trang Thắm Streamer hãy chia sẻ livestream để các bạn và bạn của mình được xem những trận biểu diễn hay như thế này. Vừa rồi là một winner của Sơn Hòa Bình, 0-30. Rồi là lỗi của Sơn Hòa Bình. Ngoài rồi, lợi ngoài.
đội ngoài lần thứ hai. Game. Đổi ra bóng. 3-1. Giao bóng hay. 30-0. Một pha bắn dọc dây rất hay của Võ Đăng. 40-15. Bóng ta không chịu được bóng tay. Công nhận đôi vận động viên trẻ của chúng ta hôm nay đánh rất hay. Đổi sân đổi ra bóng, tỷ số đang là 4-1, tạm nghiêng về đôi vận động viên trẻ Minh Béo Sơn Hòa Bình. Cảm ơn gần 300 người đang xem live stream trên kênh VN Tennis của chúng tôi. Trận đấu chung kết của chúng ta đang đi đến những hồi kết. Rất hy vọng các bạn sẽ cổ vũ mạnh liệt cho 4 vận động viên, ban tổ chức cũng như những người đang làm công việc truyền hình trực tiếp trên sân. Ăn một pha bóng rất nhẹ nhàng nhưng mà ghi điểm của Minh Béo, điểm số 0-15. Xin chào Tiến Tản. Trái tay rất hay. Bóng ao rồi. Vừa rồi là một pha bóng lỗi của Sơn Hòa Bình, bóng đi hơi dài 15 đều. 300 người xem. Xin cảm ơn các bạn. Winner cho Sơn Hòa Bình. 15-30. Không thành công. Ý tưởng của tuyển VT6 bỏ nhỏ trên lưới phía của Sơn Hòa Bình nhưng rất tiếc bóng lại không sang sân. 15-40. Tỷ số trận đấu hiện tại đang rất cách biệt. 4-1, 15-40.
1. Không sang sân, game đổi giao bóng. Minh Béo của chúng ta sẽ là người giao bóng game bóng thứ 7. Tỷ số trận đấu đang là 5-1. Ngoài rồi Võ Đăng ơi. 15-0 cho Minh Béo. Võ Đăng của chúng ta đã chuộc lỗi bằng một pha đánh bóng ngắt lưới, đánh bóng tấn công lưới thành công. Một pha tràn lưới không thành công của tuyển VT6. 30-15. Chào Phương Nguyễn. Bad boy cho trận chung kết. Còn game à, không phải là game, vừa rồi là một pha biểu diễn của Sơn Hòa Bình nhưng rất tiếc bóng lại không như ý của anh. Lời giao chăm biển mịa mét voi. Bóng ngào. Trận chung kết mong đợi của chúng ta đã kết thúc với tỷ số 6-1. Xin chúc mừng đôi vận động viên trẻ Minh Béo và Sơn Hòa Bình đã giành chiến thắng, giành vô địch trong giải Minh Thu mở rộng lần thứ 2 nội dung 8 chấm ngày hôm nay. Xin chúc mừng, xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem buổi live stream truyền hình trực tiếp của chúng tôi. Xin cảm ơn ban tổ chức giải Minh Thu đã cho khán giả được chứng kiến những màn đấu bóng cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ hay của các vận động viên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở giải lần 3, mở rộng lần 3 sau. Thắm Steamer xin chào các bạn. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các lãnh đạo, các vận động viên, các cổ động viên cùng toàn thể các anh em đã hỗ trợ ban tổ chức trong suốt quá trình thi đấu 2 ngày vừa qua. Xin chân thành cảm ơn.